Theo thống kê của WHO, mỗi năm Việt Nam có khoảng 95.000 bệnh nhân chết vì ung thư, trong đó có 80% bị sụt cân, 30% chết vì suy kiệt trước khi qua đời do khối u. Đa số bệnh nhân ung thư chỉ tập trung vào điều trị mà chưa chú trọng đến chế độ dinh dưỡng để nâng cao thể trạng. Tình trạng phổ biến trên đa số bệnh nhân ung thư hiện nay chính là sự suy kiệt cơ thể. Đây có thể là phản ứng phụ của quá trình điều trị hoặc do tâm lý chán nản, lo lắng của người bệnh. Chính vì thế, việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý trước, trong và sau quá trình điều trị nhằm mục tiêu là tăng cường thể lực cho bệnh nhân, ăn đúng trước, trong và sau khi điều trị có thể giúp cho bệnh nhân giảm thiểu được những bất lợi do các tác dụng phụ của phương pháp điều trị và giúp bệnh nhân có cảm giác sống khỏe hơn. Chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể đủ chất dinh dưỡng và sức khỏe để chống lại ung thư, chứ không phải là cung cấp thêm chất đạm cho khối u như nhiều người vẫn lầm tưởng. Một chế độ ăn uống phù hợp, đủ dinh dưỡng và năng lượng là rất quan trọng, giúp nâng cao sức khỏe, chất lượng điều trị và chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư. Vâng, những cái sản phẩm người bệnh ung thư không nên ăn cũng như là một cái chế độ ăn lành mạnh ấy, thì ở đây là tránh những cái thức ăn mà chúng ta thấy rằng chế biến sẵn nhưng mà dạng rán nướng ở nhiệt độ cao rất là khó tiêu, thì nhất là trong cái bối cảnh mà sức khỏe đường tiêu hóa mình đang kém mà mình ăn những cái thực phẩm vào đấy thì nó rất là đầy bụng khó tiêu, thì có khi ta lại bỏ những cái thực phẩm mà tốt cho cơ thể. Rồi những cái đường ngọt quá nhiều chúng ta cũng không nên ăn, ví dụ nước ngọt hay bánh kẹo ngọt nếu chúng ta ăn nhiều quá thì có khi dẫn đến cái rối loạn cái đường máu cao, thì có khi đang mắc ung thư chúng ta lại uống nước ngọt nhiều quá khi lại mắc thêm cái tiểu đường thì không tốt cho cơ thể. Thì đấy là những cái thực phẩm mà thường chúng ta phải tránh, hay là những cái thực phẩm mà tôi nghĩ rằng cái nguồn gốc không rõ ràng, không đảm bảo an toàn về mặt vệ sinh thực phẩm thì các bạn bị ung thư cũng nên tránh, bởi vì chúng ta sức khỏe đang yếu, có khi bị ngộ độc thực phẩm lại bị tiêu chảy mà lại mất nước, mất điện giải như đấy thì sức khỏe nó lại suy sụp rất là nhanh. Rồi chúng ta thấy rằng những cái sản phẩm mà thực phẩm mà chúng ta có cơ địa dị ứng mấy cái nguyên liệu ở trong thực phẩm đấy thì chúng ta cũng tránh, bởi vì khi bị dị ứng thì các cái hoạt động của cơ thể nó cũng rất là thay đổi ạ.